Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Việt Nam lấy tôi. Chạy xe móc đầu cái kiểu Rồi bây giờ tôi sẽ lái xe đi đến chỗ của Sammy. À quên, từ nãy giờ đang quay video. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV. Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh. Play together đấy bạn đó. Play together nha. À, thì ngày hôm nay như bạn đang thấy thì mình đang chạy một chiếc xe Sibo ở trong game Play Together. Đằng sau lưng của mình chính là hai bạn thỏ đó. Đàn em của mình đang đi theo mình các bạn ơi đấy. Thì bọn mình đang đi đến chỗ của Sammy để tôi rủ Sammy chơi Play Together các bạn ạ. À. Đấy, giờ hình như trễ giờ, tôi chạy nhanh nhanh tới coi. À, ui, ở đây đi. Hình như thấy bóng dáng của ai nè, hình như là Sam vậy. Đúng không? À, đúng rồi nè. Hello Sammy. Sammy. Trời ơi, ông đi cái gì đâu mà lâu dễ sờ lâu luôn à. Giỡn tôi đi mua đồ. Sao đi lâu vậy? Trời ơi, Phong là Phong đang trên đường đi đến đón Sam, hiểu không? Nhưng mà sẵn Phong bấm quay video vậy luôn ấy. Thôi được rồi, Sam đừng giận nữa. Phong lấy cái xe nè, rồi Sam lên xe đi. Ở sao có mấy bà lên xe chung tư vậy? Trời ơi, có mấy bà fan bả leo lên luôn kìa. Ok, không sao. Chở fan đi mua đồ luôn. Đúng rồi, chở Sam với lại mấy bạn fan đi mua đồ luôn. Nghe bảo dạo này trong Play Together có nhiều thứ hay lắm. À, qua đây nè. Thẳng lại. Rồi xuống xe. Ok. Luôn rồi, vô nè. Rồi, vô hôm nay nào. Hôm nay nha, tôi mới vừa lãnh lương cho nên Sammy muốn mua cái gì tôi sẽ tặng cho Sammy luôn cái đó. Trời ơi, bay ơi nhớ nha, hôm nay nhớ nha. Trời ơi, hôm nay như nghe nói Play Together cập nhật nhiều món lắm. Sam ơi, tôi bị rắc game rồi. Tôi nghe bảo đâu là nhẫn ở trên đây nè. Ô đây đây nè, Love Ring. Ủa? Đó, nhẫn tình yêu, ok, để lên xem thử nè. Game Play Together nhìn này nó đẹp ha. Nhìn đúng rồi, là thấy xịn xịn rồi đó. Nay cập nhật có thêm cái tiệm vàng ở trước này nữa là thấy hơi bị xịn xòn bò đó. Sam rồi, đây 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 đây, 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 đây. Trời ơi, có hai anh lực sĩ nè, đứng bảo vệ nè đó. À, ai đâu? Vô cướp nhẫn không được đâu nha đó. À đúng rồi, có hai anh bảo vệ nè. Biết sao không, tại cái này là tiệm vàng, tiệm kim cương đá quý đắt tiền, phải có hai anh bảo vệ đứng ở đây chứ đúng không? À, nhìn mấy cái anh này giống kiểu anh cứ đấm tôi cái thôi, tôi chắc tôi ngất 3 ngày tôi mới tỉnh dậy luôn á sao. Rồi rồi, để vô xem coi. Cái gì đây? Ồ, chị này hình như là cái chị bán nhẫn kim cương nè bạn. Để mình xem nữa nha, bấm vô người chị nè. Xin chào, chứa đựng chân tình dành cho khoảnh khắc vĩnh cửu. Đây là Love Ring, nơi đồng hành cùng những khoảnh khắc quý giá của bạn. Ừ, ghê vậy ta. Hãy mua chiếc nhẫn đôi tại cửa hàng này để cầu hôn người yêu. Chắc là rẻ thôi các bạn ơi, chắc là tầm vài chục kim cương thôi mà. Khi trở thành couple, tên của người kia sẽ xuất hiện phía trên tên của bạn. Nghe hay gì ta. Bạn có thể sử dụng cả biểu tượng cảm xúc và hiệu ứng đặc biệt nữa. Được. Hãy tặng nhẫn đôi cho người bạn muốn chia sẻ khoảnh khắc quý giá này. Ok, đây là cặp đôi đúng không? Mình có thể mua được chiếc nhẫn xong mình quỳ xuống mình tặng luôn nữa bạn. Đẹp dễ sợ trời, dáng đáng yêu dễ sợ trời. Hả? Nếu trở thành couple và làm tăng độ thân mật, bạn có thể nhận được những biểu tượng cảm xúc hiệu ứng dành riêng cho couple. Wow. Trời ơi, được ta. Cái gì đây? Ủa cái gì? Hiệu ứng gì mà nắm cái chân xuống xoay vòng tròn vậy? Giống kiểu quýnh người ta vậy? Bạn có muốn xem nhẫn đôi không? Có, xem liền đây. 200 kim cương. Rẻ. 1000 kim cương. 2000 kim cương. 2000 kim cương. Sam ơi, tôi thấy ở đây có cái nhẫn 200 kim cương đó, dễ thương quá nè. Nhìn nó mộc mạc đáng yêu quá Sam. Rõ tình với tôi mà lấy 200 kim cương thôi hả? Trời ơi, thôi tôi chê nha, tôi là tôi chỉ đeo nhẫn kim cương. Vậy giờ sao muốn nhẫn bao nhiêu? Bàn tay này chỉ đeo được nhẫn kim cương thôi, đeo mấy nhẫn khác là tự nhiên nó tự thuộc ra. Tôi có đeo không? Không có. Tôi quyết định tôi sẽ chọn nhẫn kim cương. Kim cương. Rồi, mua. Trời ơi, tim tôi đau quá men. Trời ơi, tim tôi đau quá men. Trái tim của robot. Em là ai? Sam đâu rồi? Sam đâu rồi? Có chiếc nhẫn rồi, đây Sam đây. Trời ơi, Sam đứng trong đó Sam hét gì Sam? Tôi mua nhẫn cho bà đây nè. Đây rồi, đâu rồi cái nhẫn đâu ta? Đây, nhẫn đây. Ui, bây giờ mình bấm vô cái nhẫn là sẽ có cái phần đăng ký kết đôi nè Sam. Bây giờ nha, tôi mà chỉ cần bấm nhầm vô người ai cái là xong luôn á. Thôi, nghỉ khỏe luôn rồi, thôi không kết đôi người khác luôn. Tôi đi tìm người khác kết đôi liền luôn nè. Ok, thôi rồi, bây giờ tôi bấm vô người Sam nha. Ủa gì vậy? Bấm người Sam để kết đôi, đăng ký kết đôi với Sam nè. Không, muốn chịu chỗ này kết đôi giùm nội. Ủa, chỗ đâu? Đi tìm chỗ nào đẹp đẹp chứ trời ơi, trời, tỏ tình. Vậy là tiền rồi còn cho tỏ tình nó tay tìm vàng quá bạn. Tiền thôi.
Rồi vậy là ý Sam là Sam không muốn tỏ tình ở trong cái trung tâm mua sắm đúng không? Sam muốn chỗ nào thật là đẹp đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Đi ra tôi okay, ok. Đẹp xéo. Ok. Đây đây đây. Tên 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 tên. Ủa là tao, mình thấy. Vậy. Hôm nay mình mới tỏ tình, mình mới cầu hôn thôi mà chứ phải đám cưới đâu đúng không? Mới cầu hôn nhận thôi. Đúng rồi, nha. Bây giờ là chưa chưa đám cưới mà có mấy bạn fan ngồi ở đằng sau coi luôn, hóng hớt luôn rồi trời ơi. Đây là mấy bạn cả con với bà đang ngồi chuẩn bị xe tụi mình cầu hôn với bạn. Đúng rồi, ở đằng sau mấy bạn ấy còn đang cầm cái trái bóng bay nữa kìa Sam, trái bóng bay hình trái tim mà thấy không? Đó, quá là đẹp luôn. Ê, có thêm bạn vô nữa kìa, có thêm bạn vô nữa kìa. Rồi. Ba mẹ ơi, con được lên TV rồi. Rồi, bây giờ thì sẽ đến với khoảng khắc quyết định nha bạn. Tôi sẽ lấy cái nhẫn cầu hôn ra. Đó bạn thấy trên đầu tôi không? Trên đầu tôi đang có mấy cái chữ lớp ở trên đầu tôi, bạn thấy không? Đó. Bây giờ nhanh lên, tôi đang hồi hộp quá trời đó bạn. Tôi sẽ lấy cái nhẫn ra đây, có chỗ đăng ký kết đôi nè. Tôi sẽ bấm vô đăng ký kết đôi với Sammy. Rồi. Ủa, cái nhẫn kìa, thấy cái nhẫn không? Đó, cái nhẫn đang cầm kìa. Sẽ gọi là trao nhẫn và trở thành cặp đôi ở trong Play Together nha. Và khi mà kết hôn sau tụi mình sẽ không thể nào mà tụi mình kết hôn người khác được nữa. Nói chung là ok, kết hôn là một xong lần luôn duy nha nhất bạn. Một lần duy nhất. Rồi, đúng ok. Rồi. Vô nè, okay. Bây giờ thì Phong rồi. Sẽ bắt đầu tặng nhẫn. Sammy đi đâu rồi? Sao tự nhiên Sam ao mấy bạn fan? Ủa kìa. Mấy ủa kìa. Ủa vậy là tôi không đồng ý với ta. Rồi xong tôi xỉu rồi. Tôi xỉu rồi. Nhân vật em tôi xỉu rồi. Nhân vật em tôi xỉu rồi. Xỉu. Ôi. Lát kem. Trời ơi cái gì vậy? Mấy bạn fan ủa. Mấy bạn fan ủa. Sao lần nào Sammy cũng biết mất cái chị sao? Trời ơi. Ai biết đâu, trời ơi, từ người bị vô nhà sự. Không tôi crash lên hồi. Rồi bây giờ tôi sẽ đợi Sammy vô lại nha mấy bạn nha, mấy bạn fan đang ngủ quá trời. Nhưng bạn chắc kẹo rồi xong. Bạn ấy tơ cho mình xin tiếng nhạc cảm động nha. 3 2 1 vô. Cảm động nè. Nhạc cảm động nè. Sammy à. Tôi biết là chúng ta đã cùng nhau chơi game Play Together từ rất lâu rồi. Tôi đã 2 năm rồi đó. Đúng rồi, 2 năm chắc là cũng khoảng 2 năm rồi đó. Tôi đã cùng với Sam, chúng ta cùng nhau câu cá. Chúng ta cùng nhau gọi là gì ta, xây nhà cho mình Play Together. Chúng ta cùng nhau nuôi thú cưng, chẳng hạn như bé Bông và bé Cam. Đó. Chúng ta cùng nhau chơi game trường học các kiểu đó. Chúng iPhone 15 và tôi đã được iPhone 15. Cho nên ngày hôm nay tôi quyết định tôi sẽ tặng cho Sam một cái nhẫn. Cô đây đồng ý mà bạn, thử suy nghĩ không biết Phong cực. Ôi trời ơi, quá trời yêu bạn của mình đồng ý kìa. Các bạn cơm mình đồng ý kìa thấy không? Trời ơi, đồng ý đi sao? Thì nói chung là tụi mình chơi Play Together được 2 năm rồi. Tôi nghĩ ra thời gian thích hợp để tôi có thể gọi là chấp nhận cái lời tỏ tình của ông. Ok, tôi quyết định đồng ý. Rồi, đồng ý, bấm cho nó đồng ý đi. Có nè, để xem qua. Yeah. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Tên, ui, tôi được cái nhẫn nè. Ui, có nhẫn kim cương rồi. Không bao nhiêu. Ôi, Sam ơi, Sam. Sao để ý trên cái ngón tay của Phong nè, ngón tay của Phong có đeo cái chiếc nhẫn nè. Tay tôi nè, có cái nhẫn rồi bạn ơi. Bây giờ là trên tay của tôi, trên tay của Sam là có nhẫn nha bạn nha. Đẹp quá à. À mà tôi quên mất Sam ơi. Hiện tại ở trong Play Together khi mà chúng ta kết bạn á nha. À không, cái này không phải là kết bạn nha. Cái này là chúng ta trở thành cặp đôi á. Thì ở trong cái phần này nè, nó sẽ có một cái phần rất là hay luôn. Là có thể tặng quà cho đối phương. Đây, Sam nhìn nha, Phong sẽ ở đây nè. Có, đây Phong tặng cho Sam một cái áo nha. Với một cái lá thư này Phong sẽ ghi một cái dòng chữ là I love. Tất nhiên là I love gì các bạn biết rồi. I love you. Tup you. Đang cảm động xong cảm lạnh ngang ông ơi. Giỡn, I love you đi. Ok rồi, à, tôi để là I love you đó. Rồi gửi nè, gửi rồi. Tặng cho Sam. Rồi đó, tặng Sam rồi đó. Ai gửi tôi gì ta, ai gửi thư tôi gì ta. Tự nhiên vậy mà không biết nha bạn. Rồi Sam đi coi thử đi. Ôi cái áo dữ dạ trên thì bên trái. Đâu Sam đi mặc cho thử đi. Sam đi mặc cho thử đi. Tôi mang thử coi. Đây cái áo tôi là đó. Tôi mang rồi đó. Rồi, rồi sao? Bây giờ tới lượt Phong nha. Phong cũng sẽ mặc cái áo giống Sam luôn. Đó Sam đi thấy gì chưa. Phong cũng có áo gì hết sao để không. Ôi, làm sao để sắc sắc vô được không? Là nhìn giống trái tim được không?
À đây đây đây, giờ Phong đi lại gần Sam cho nó thành hình trái tim đúng không? Đây từ đợi xíu. Đợi xíu để Phong canh nè. Đó, bây giờ là Phong với Sam nè, kết nối được hình trái tim phải không? Đấy. Trái tim của bạn ơi, ôi đẹp vô. Quá là đẹp luôn. Ui, tính ra là cái game Play Together này nó ra cái phần gọi là kết hôn ở trong game á, tôi thấy nó hợp với tôi với Sam ghê luôn Sam. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã đăng ký kết hôn ở trong game Play Together. À, quá là dễ thương luôn. Có khi nào mai này đăng ký kết hôn mày đại thật không ta? Không biết, lâu lắm mà ơi, lâu lắm trong game phải, nhanh 3-4 năm nữa. Ừ á, trong mày còn trong lâu lắm các bạn ơi. Dễ không à, ra ký cái rẹt cây đồ cái rồi kết hôn rồi đeo cái nhẫn vô xong rồi đợi lâu lắm. Ở trong game nhanh mà, ở trong game nhanh chứ ngoài đời lâu lắm mấy bạn ơi. Ok bạn. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Và nếu như bạn nào thích video này đừng quên là hãy nhấn nút like cái video này và đừng quên đăng ký hộ cho Sammy nữa nha. Với lại bạn nào muốn xem tiếp á thì hãy qua bên kênh của Sam để xem nha. Sam cũng đang quay một cái video gọi là Sammy tỏ tình nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Tặng nhẫn.